Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào sáng sớm nay, hầu hết các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ được bao phủ bởi một màn sương mù nhẹ. Trời tiếp tục rét ở vùng đồng bằng và trung du, riêng khu vực vùng núi tình trạng rét đậm vẫn duy trì khi nhiệt độ dao động trong khoảng từ 9 đến 12 độ. Ở các khu vực khác trời vẫn duy trì tình trạng rét bút suốt cả ngày. Tại Trung Bộ mưa cũng giảm dần, trời còn rét ở phía Bắc, tuy nhiên đến trưa chiều trời có xuất hiện nắng nên nền nhiệt cũng đang có xu hướng tăng dần tại tây nguyên và nam bộ thời tiết khá ổn định thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có nắng cả ngày trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, ngoài ra chưa có hình thế thời tiết kết hợp nào gây mưa tại các tỉnh Bắc Bộ, nên thời tiết trên toàn khu vực có xu hướng ấm dần lên. Hiện tượng sương mù tiếp tục xuất hiện vào đêm và sáng, kèm theo đó là hiện tượng mưa nhỏ xuất hiện một vài nơi. Nhiệt độ tiếp tục nhích dần lên trong đêm nay và đến ngày mai, sự tăng nhiệt còn thể hiện rõ hơn. Vào khoảng giữa trưa thì nhiệt độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ có nơi chạm ngưỡng 20 độ. Riêng khu vực Tây Bắc trời nắng ấm và nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến mức 24 cho đến 25 độ. Tiết trời ấm áp và khô giáo khiến cho thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân trên khu vực. Không chỉ tại Bắc Bộ mà thời tiết tại các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng tốt dần lên, trời chỉ còn rét nhẹ ở phía Bắc. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến tận Bình Thuận thì mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và nhiệt độ cũng tăng nhẹ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận thời gian nắng trong ngày nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 27 đến 30 độ tại các tỉnh thành phía nam đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên khu vực tây nguyên và nam bộ trời vẫn còn nắng nhiều mưa ít và nền nhiệt duy trì ở mức cao đây chính là nguyên nhân dẫn đến khô hạn kéo dài gây thiếu nước sản xuất và làm ảnh hưởng phần nào đến năng suất cây trồng trên toàn khu vực đặc biệt là ở khu vực tây nguyên về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi trung bộ và phía đông nam bộ vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động mạnh. Dự báo xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết trên phạm vi cả nước chưa có gì biến động nhiều thời tiết tại các tỉnh miền bắc trời tiếp tục ấm dần lên khu vực trung bộ ít mưa nhiệt độ ở phần phía bắc tăng chậm tây nguyên và nam bộ ít mưa và nắng nhiều trời khô hanh với độ ẩm ở mức khá thấp sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực Tiếp nối bản tin là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ, có nơi từ 22 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 15 độ, vùng núi là từ 11 cho đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, phía Bắc từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ phía bắc từ 22 cho đến 24 độ. Khu vực nam trung bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất 27 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 34 độ khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực biển Đông Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 biển động, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 28 độ. Còn quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 biển động, nhiệt độ là từ 25 cho đến 29 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, nền nhiệt tại các tỉnh phía Bắc tăng chậm, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!